Nam mô Thế Tôn Ấn Cúng Chánh Lý Tri. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, những bậc thầy nguyện sống đời tỉnh thức. Và giờ này đạo tràng chính con đã trang nghiêm thanh tịnh, chính con thành tâm cung thỉnh đại đức hạnh tuệ Quan Âm Pháp Tòa đang bố thờ pháp hiệu nhân hóa thiền Vipassana bảy ngày tại thiền viện Phúc Sơn tối hôm nay. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Vì vậy thì chúng ta lại chúng ta tỉnh thức thêm. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tấn dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tấn dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tấn dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại.
Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thái. Thưa quý vị, vì sắp tới thì sau khi kết thúc khóa thiền thì cũng là chúng ta vào cái lễ Vu Lan, cho nên vào cái dịp lễ này thì sư có cái thời chia sẻ về chủ đề cầu an và cầu siêu ở trong Phật giáo để quý vị hiểu và có cái sự chuẩn bị phù hợp cho chính mình và cho gia đình của mình. Thưa quý vị, thế nào là cầu an? Cầu an tức là khi mà chúng ta không có an thì chúng ta cầu, hoặc là đôi khi chúng ta chỉ mong muốn có một cái sự an ủi tâm lý, và chúng ta mong muốn cái sự an lạc, sự hạnh phúc đến cho gia đình của mình, thì chúng ta gọi đó là cầu an. Cái việc cầu an nó có hai trường hợp. Một là trường hợp chúng ta bất an cho nên chúng ta mới cầu an, và hai là chúng ta không có bất an nhưng chúng ta mong muốn gia đình được an cho nên chúng ta cầu an. Thì ở trong tiểu bộ và cái trong cái chú giải pháp cú, cái trường hợp mà sông Hằng dâng nước thì có nhắc đến một trường hợp như thế này. Đó là lúc bấy giờ người dân xứ Quách Chi thì bị một cái nạn đói. Rồi khi mà nạn đói thì người ta chết đói. Mà khi chết đói thì cái phi nhơn nó bu tới. Rồi những cái thi thể nó chết sình và dịch bệnh nó phát sanh. Và thế là cái thành Quê Sa Ly bị ba cái nạn, đó là nạn đói, rồi dịch bệnh và phi nhân. Lúc bây giờ các vị vua thành Quê Sa Ly mới xem xét là mình có làm cái nghiệp gì, mình có làm điều ác gì để mà xảy ra trường hợp như thế này hay là không. Thì các vị đó thấy rằng mình không có làm cái điều gì mà lỗi. Nhắc tại sao sử dụng là các vị vua, các vị vua, đó là bởi vì ở đây là mấy anh em, sư không nhớ con số, nhưng mà mấy anh em thì bàn với nhau là bây giờ lên ngôi vua thì chỉ có một người thôi, mà không lẽ vì cái ngôi vua mà huynh đệ tương tàn, cho nên là truyền nhau, tức là mỗi một người sẽ làm vua trong nhiệm kỳ bao nhiêu lâu, rồi sau đó người đó xuống và người kia lên làm vua, thì như vậy chia sẻ ngôi vua với nhau, như vậy sẽ tránh khỏi cái trường hợp là huynh đệ tương tàn. Thì đây là một cái sự tiến bộ, một cái phát kiến mà chỉ có lần đầu tiên có mặt
trong xã hội đó là cái người dẫn đầu thì có cái nhiệm kỳ và sau đó là nhường cho người khác. Quay trở lại vấn đề thì các vị vua sau khi mà bàn với nhau thì thấy rằng mình không có lỗi gì, thì các vị đó mới kêu quần thần hãy xem xét các nhà vua xem là các nhà vua có lỗi gì hay là không. Và quần thần xem xét và thấy rằng các nhà vua cũng không có lỗi gì. Rồi như thế thì các nhà vua mới suy nghĩ là như vậy, khi mà ta không có lỗi mà ta phải chịu cái cảnh như thế này, như thế là chúng ta đang thiếu phước. Và các vị ấy cử người đi thỉnh Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở vương quốc của vua Bimbisara, cách nhau một con sông Hằng. Qua cái việc này, đầu tiên quý vị thấy là khi chúng ta gặp cái chuyện gì đó nó bất an, như là chúng ta gặp tai nạn, gặp những điều xui rủi, những điều bất hạnh trong cuộc sống, thay vì chúng ta lo sợ rồi chúng ta đổ thừa cho người này người kia, thì hãy học các vị vua Siwichi. Đó chính là phải xem xét coi là bản thân chúng ta đó có làm cái lỗi gì hay là không. Năm cái lỗi cơ bản là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta cần phải tự mình xem xét một cách trung thực, rồi xem xét trong nhà của mình đó, là có làm cái lỗi gì tương tự hay là không. Nếu có thì chúng ta phải khắc phục nó. Ví dụ như chúng ta bị mất tiền thì chúng ta phải xem coi là chúng ta có lấy của không cho hay là không. Nếu có thì đương nhiên là cái lỗi nó đáng rồi. Rồi khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta xem xét coi là chúng ta có mắc cái lỗi là tấn công người khác, làm cho người khác bị đau khổ hay là không. Hoặc thậm chí là xem coi chúng ta có mắc cái tội là sát sanh hay là không. Như là có lần sư đi gặp một cái người Phật tử, nữ Phật tử, cổ đi mổ, cổ chuẩn bị đi mổ, thì sư hỏi cổ là như vậy có trước đó có cắt đầu cá không? Nếu có mổ cá không? Nếu có thì lo sám hối đi. Trước khi đi mổ lo sám hối đi. Tức là khi chúng ta gặp những cái bất trắc, những vấn đề gì đó, việc đầu tiên là phải xem xét coi là mình có phạm những cái lỗi hay là không. Và đặc biệt á, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói có những người làm ăn thất bại và có những người làm ăn thành công. Thì một trong những nguyên nhân khiến một người làm ăn thất bại đó chính là họ thất hứa. Họ hứa cái gì đó mà họ đã không có làm. Đặc biệt là hứa với các vị Sa Môn, Bà La Môn, và họ đã không giữ lời hứa. Ở đây không có nghĩa là các vị Sa Môn, Bà La Môn nguyền rủa họ, không phải. Nhưng bởi vì họ thất hứa cho nên họ tạo cái nghiệp thất bại trong làm ăn mua bán. Thành ra là cũng có trường hợp một cô cổ đến, cổ nói với sư là dạo này con gặp chuyện xui rủi rất là nhiều. Làm ăn không biết tại sao mà làm cái gì là thất bại cái đó. Mấy năm trời con không làm được gì hết. Sư mới hỏi cô xem lại coi cô có từng hứa cái gì mà cô chưa làm hay không. Cô nói thì thầy là mấy năm nay con cũng chạy chỗ này chạy chỗ kia, con cũng có hứa mà tại vì con chưa có được á, cho nên là con cũng không có cúng gì hết. Sư nói bây giờ sư không cần cô cúng gì cô sư hết, mà cô làm ơn làm phước cô quay trở lại những chỗ nào mà cô hứa đó, cô đi cô thực hiện lời hứa của cô đi, rồi xong rồi cô hẳn quay lại đây. Tức là đôi khi người ta không có chú trọng lời hứa của mình thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả mà họ không ngờ đó. Thì quay trở lại câu chuyện,
Sau khi mà nhà vua thấy là mình không có lỗi thì mới nghĩ là như vậy là do mình thiếu phước, cho nên cử sứ giả đi thỉnh Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ ngài đang ở chỗ của vua Bimbisara, cách một con sông Hằng. Thì lúc bây giờ đó, Đức Thế Tôn ngài mới nhận lời, và vua Bimbisara tiễn Đức Thế Tôn trên đường đi đến con sông Hằng. Cái cuộc bố thí cúng dường thì rất là lâu, rất là nhiều, sư không có tiện kể, mất thời gian. Và ngài đã chuẩn bị những cái thuyền để đưa Đức Thế Tôn qua bờ sông Hằng để đến thành Vesali. Thì khi Đức Thế Tôn đi đến, đi qua đó, thì con sông Hằng dâng nước, và nước sông Hằng cuốn vào trong các tòa thành và cuốn trôi các xác chết, cuốn đi ra ngoài. Nhờ như vậy là cái dịch bệnh nó được chấm dứt. Rồi sau đó đó là khi Đức Thế Tôn chuẩn bị đến thì các cái vị trời nhiều oai lực mới tụ về thành Vesali để cung đón Thế Tôn. Thì khi họ về đó thì những cái hàng phi nhân ác họ sợ hãi oai lực của các vị trời, cho nên là họ chạy tứ tán. Rồi khi Đức Thế Tôn đi đến rồi thì trên con đường đi đến là các vị vua xứ Bách Chi cung đón cúng dường, là trải hoa từ con sông Hằng mà trải về đến cửa thành và làm một cuộc đại thí cúng dường đến Đức Thế Tôn và tăng chúng. Và sau đó, Đức Thế Tôn đem cái bát của ngài đó nha, đưa cho ngài Ananda, và ngài Ananda đó đựng nước ở trong cái bát, và ngài đi quanh thành Vesali ba vòng, khắp cả đêm trọn đủ ba canh tại xung quanh thành Vesali. Thì ngài mới đi và ngài tụng tụng bài kinh, mà ngày thứ ba quý vị tụng bài kinh Tam Bảo Ratana Sutta. Ngài đi và ngài tụng và ngài rải nước. Thì khi ngài đi ngài tụng cái bài kinh Tam Bảo như thế và ngài rải nước thì các hàng phi nhân còn sót lại thì họ cũng chạy trốn ra hết khỏi thành Vesali, và từ đó thành Vesali thoát được ba cái nạn là nạn đói, nạn dịch bệnh và phi nhân. Như vậy, quý vị để ý một chi tiết ha, là cái bát là cái bát của Phật, cái người cầm bát là ngài Ananda, là một vị thánh sơ quả, và khi ngài đi là ngài suy tư về ân đức Tam Bảo. Quý vị tụng bài kinh ngày thứ ba quý vị thấy rồi, ngài Ananda, đó là những suy tư của ngài Ananda đó. Ngài Ananda suy tư về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, đặc biệt là trong bài kinh Ratana Sutta thì nhắc nhiều đến sơ quả, sơ đạo sơ quả, là tại vì sao? Bởi vì ngài Ananda là vị thánh sơ quả, thì cái phạm vi của vị thánh sơ quả là vị ngài hiểu nhất, cho nên là ngài nhắc hơi nhiều về cái phước của vị thánh sơ quả. Đó. Như vậy đó, về sau thì nhiều nơi các sư khi mà tụng kinh chúc phúc á, các sư cũng chuẩn bị một cái thố nước, rồi các sư rải nước. Thì đó là theo cái phong tục, theo phong tục, nó phong tục cũng không đúng, mà là bắt chước theo sự kiện của ngài Ananda. Nhưng mà điều quan trọng á, là cái vị mà rải nước á, là vị đó phải an trú trong sự suy tư về Tam Bảo giống như ngài Ananda, hoặc
là vị đó phải an trú trong từ tâm, chứ không thể nào mà mình đi mà mình rải nước mà trong thất niệm thì chuyện đó không thể được. Như vậy, tóm lại trong sự kiện này, chúng ta rút ra bài học gì? Như sư nói, khi chúng ta gặp những bất trắc trong cuộc sống, việc đầu tiên chúng ta suy nghĩ là chúng ta có làm lỗi gì hay không, chúng ta có tạo cái nghiệp gì tương ứng hay không. Thí dụ như bị đâm thọc thì xem coi là mình có nói xấu sau lưng người khác hay là không, vân vân. Tự suy xét lấy cái lỗi của mình trước, rồi sau đó khi mà thấy rằng mình không có lỗi mới hẳn nghĩ đến cái chuyện là mình thiếu phước. Và khi thiếu phước, chúng ta muốn cầu an thì chúng ta thỉnh chư tăng đến nhà chúng ta. Và khi thỉnh chư tăng đến nhà đó, chúng ta chuẩn bị chu đáo từ việc đưa rước cho đến khi mà chư tăng về đến nơi, rồi chuẩn bị đầy đủ tứ vật dụng, vân vân. Sau đó chư tăng sẽ tụng kinh chúc phúc, và sau đó chúng ta sẽ được hưởng cái phước báo đó. Một trường hợp nữa mà chúng ta bất an mà thường là chư tăng cầu an, đó là gì? Đó là khi chúng ta chuẩn bị đi xa, hoặc là khi chúng ta đi xa mới về, hoặc là khi chúng ta bị bệnh, hoặc là khi chúng ta cận tử. Đó là những trường hợp mà chúng ta cần chư tăng. Còn ở thời Ấn Độ thì ngay cả những dịp lễ trọng đại họ vẫn thỉnh chư tăng. Ví dụ như khi kết hôn, rồi khi tân gia, nói chung là thể có một cái lễ gì đó là họ đều mời thỉnh chư tăng đến để làm phước cúng dường và chúc phúc để họ hưởng được phước hồi hướng. Thậm chí ở xứ Ấn Độ thì họ còn thường xuyên tổ chức những buổi lễ cúng dường đến các vị sa môn, bà la môn mà không nhân một dịp nào cả, chỉ đơn giản là họ cầu công đức thôi. Thì những buổi lễ mà cầu công đức đó, đó thì gọi là Dakkhina Dana. Quý vị có tụng cái bài kinh mà vua Bimbisara đó, thì đó cái buổi lễ mà cầu công đức đó, thì gọi là Dakkhina Dana, tức là làm một buổi lễ không nhất thiết phải nhân một dịp gì cả, mà chỉ đơn thuần là cầu công đức, mong mình được công đức. Thì tổ chức cái dịp lễ đó và thỉnh chư tăng đến đặt bát cúng dường. Bởi vì khi quý vị tụng kinh Tam Bảo thì thấy ân đức Tam Bảo, trong đó có ân đức của tăng, thì tăng bảo là những người xứng đáng để lễ bái và cúng dường, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Thì chư tăng ấy, chính là cái ruộng phước. Mà cái ruộng phước thì chúng ta phải gieo những hạt giống phước, thì cái ruộng đó sẽ trổ quả cho chúng ta. Chứ còn quý vị tới mà xin chư tăng phước thì chư tăng phước ở đâu mà cho. Cho nên có nhiều khi ấy, có những người mẹ ẵm đứa con tới nói sư, xin sư ban phước cho con, cho đứa nhỏ, hoặc là xin sư sờ đầu đứa nhỏ để ban phước. Sư không có làm cái chuyện đó, phước ở đâu mà cho. Hơn nữa đó, ở trong luật đó, là cũng cấm các vị tỷ kheo làm những cái trò như vậy, tức là cái trò mà vỗ đầu xoa đầu để ban phước đó, là trong luật cấm mà. Nhớ giống như đó, khi mà chúng ta gieo những hạt giống xuống cái ruộng, một cái mảnh ruộng màu mỡ, thì cây trái trổ lên và cho quả. Như vậy đó, nó cần sự nỗ lực của chính mình đó.
và cần sự màu mỡ của cái mảnh ruộng đó. Thì khi có sự phối hợp như thế, chúng ta mới có quả ngọt. Cho nên chư Tăng là ruộng phước điền của chư thiên và nhân loại. Và khi quý vị cúng dường đến chư Tăng á, thì chư Tăng làm một việc, đó chính là tụng kinh chúc phúc. Thì xin thưa, việc tụng kinh chúc phúc á, có từ thời nào? Được ghi chép lại trong tạng luật á, là thời điểm ban đầu chư Tăng khi nhận được nhận cúng dường thì chư Tăng cũng không có tụng kinh chúc phúc. Nhưng mà hàng cư sĩ họ phàn nàn là khi họ cúng cho ngoại đạo á, thì ngoại đạo họ còn lên tiếng họ cảm ơn, mà sao cúng cho mấy sư không lên tiếng gì hết. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới ra cái luật là chư tỷ kheo khi nhận cúng dường thì nên có lời chúc phúc, đặc biệt là khi gia chủ có yêu cầu. Và kể từ đó chư Tăng mới có những lời tụng kinh chúc phúc. Và như vậy chư Tăng tụng kinh chúc phúc là những cái bài gì? Như là bài Yatha Wariwaha, hay là bài Ichitang Vatitang Tumhang. Thì xin thưa, đó là cái bài kệ chúc phúc của chư Phật độc giác. Ở trong kinh á, có đôi chỗ ghi chép lại các vị Phật độc giác khi chúc phúc, thì các vị đọc một số bài kệ và chư Tăng lấy những cái bài kệ đó ra để tụng và chúc phúc. Cho nên đó là cái bài kệ chúc phúc của chư Phật độc giác. Nói như vậy để quý vị hoan hỷ là cái lời chúc phúc đó không phải là do mấy sư chế ra, mà cái nguồn gốc hơi bị cao siêu. Và cái mục đích các sư chúc phúc cũng không phải là gọi là các sư đem cái phước của mình đem cho quý vị thì cũng không đúng. Mà nó giống như cái sự phản hồi. Phản hồi giống như là chúng ta gieo hạt giống xuống mảnh ruộng và mảnh ruộng nó phản hồi lại cho chúng ta những cái quả ngọt. Nó giống như vậy hơn là cái kiểu chúng ta hiểu nhầm á, giống như là chúng ta đưa hối lộ rồi người ta cho mình những cái lợi ích, thì nó không giống như vậy. Và đối với các sư thì cái sự chúc phúc đó nó giống như là một lời cảm ơn mà chư Tăng dành cho quý Phật tử. Thành ra đó, khi mà quý vị có cái lòng mong cầu công đức đến cho gia đình, mong cho gia đình được an ổn, thì hoàn toàn có thể làm những buổi lễ có khi không nhân một cái dịp nào cả cũng được, để đem lại phước báo đến cho gia đình. Rồi những khi mà chúng ta lo sợ bất an, thí dụ như lỡ mà nhà có chư thiên, nhà có phi nhân, lỡ họ phá oan gia trái chủ hoặc như thế này thế kia đó, thì chúng ta cũng có thể thỉnh chư Tăng về. Bên cạnh cái việc cầu an á, thì còn cái việc cầu siêu. Mà nhắc đến cái việc cầu siêu á, thì nó hơi kỳ, là giống như ở trong Tăng Chi và Tương Ưng đều có. Đức Thế Tôn Ngài ví dụ giống như một người mà làm các cái việc ác á, thì cũng như là một cái lu, một cái hũ mà đựng những cái viên đá. Thì khi mà những cái viên đá đó quăng xuống dưới sông, cái hũ đó nó bị vỡ, thì đá đó nó chìm xuống dưới. Và Đức Thế Tôn hỏi: này các ông Bà La Môn, như vậy đó, 100 ông Bà La Môn, 1000 ông Bà La Môn như các ông đứng hai bên bờ sông cầu nguyện thì đá nó có thể nổi lên hay không? Thì các vị Bà La Môn nói: thưa Thế Tôn, là không. Tại sao? Tại bản chất của đá đó nó là nặng cho nên nó phải chìm.
Đức Thế Tôn nói cũng vậy đó, một người làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì khi họ làm các điều ác, khi chết thì họ đi xuống các cảnh khổ. Dù cho có 100 ông bà la môn, 1.000 ông bà la môn thì cũng không cách chi mà cầu cho họ đi lên được. Rồi Đức Thế Tôn lại đưa ra một cái ví dụ khác, như là một cái hũ đựng dầu mà khi quăng xuống sông cái hũ bị vỡ. Thì bây giờ 100 ông bà la môn, 1.000 ông bà la môn nguyền rủa cho cái dầu đó nó chìm xuống có được hay là không? Thì các vị bà la môn nói: thưa Thế Tôn, là không được. Vì sao? Vì bản chất của dầu là nhẹ, cho nên nó phải nổi, nó không thể chìm được. Đức Thế Tôn nói cũng như vậy: này các bà la môn, một người biết giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, có sự hiếu kính với cha mẹ, có sự hiếu kính với các bậc sa môn, bà la môn, thì người ấy khi thân hoại mạng chung do quả của thiện nghiệp đó họ sanh thiên, thì không ai có thể nguyền rủa để đưa họ xuống các cảnh khổ được. Như vậy thì cái ý nghĩa của việc cầu siêu để làm cái gì? Nếu như một người khi chết thì chắc mà họ làm ác, khi chết họ đọa thì họ cứ đọa thôi. Mà nếu một người họ làm thiện, khi chết họ siêu thì họ cứ siêu thôi. Tức là dù cho mình cầu đi nữa thì họ cũng chẳng thay đổi được cái việc siêu hay đọa. Như vậy thì mình cầu siêu để làm cái gì? Thưa quý vị, một điều mà sư rất nỗ lực thay đổi cái suy nghĩ của Phật tử, đó chính là đừng bao giờ chờ đến khi người thân mình mất mới nghĩ đến các sư. Mà khi người thân mình đang bệnh là hãy nghĩ rồi, và khi người thân mình đang hấp hối là bằng mọi giá phải đi tìm vị sư cho bằng được. Để chi vậy? Để mời thỉnh vị sư đó đến hộ niệm cho người thân của mình. Xin thưa là cái hồi mà quý vị còn khỏe đó thì quý vị đi chùa nào cũng được, gặp ông thầy nào cũng được, gặp ông sư nào cũng được. Mà tới hồi quý vị bệnh, quý vị hấp hối thì phải kiếm được người. Mà nói nó kỳ, nó thiệt là sư không muốn sau cái buổi thuyết pháp này sư thành một ông sư thì cầu siêu sư không muốn nghe. Sư nói trước. Ở đây là sư chia sẻ với quý vị là có lần sư đi hộ niệm cho một cái người Phật tử, mà người này là anh họ của một cái chú ở trong chùa, chú Phật tử hay lui tới chùa. Thì cái người này bị tai nạn giao thông và đang hấp hối, mới thỉnh các sư tới. Thì khi mà sư tới đó thì sư mới lấy cái tấm y cũ của sư, sư đắp lên cho ảnh. Và sư nắm tay ảnh, sư nói: nè, nghe nè, đừng có sợ gì hết. Có các sư đây, có mấy sư đây, đừng có sợ gì hết. Cứ nghĩ về Phật, nhớ con xin đương tự Phật, nhớ ha, con xin đương tự Phật, con xin đương tự Pháp, con xin đương tự Tăng. Có chư Tăng ở đây, đừng sợ gì hết. Đừng sợ gì hết, có chư Tăng ở đây. Đắp, đắp cái y này, nhớ chư Tăng luôn luôn bên cạnh chú, không có lo sợ, không có gì hết. Thì sư trấn an vị này. Và sư để cái, kêu người nhà để cái hình Phật, để lên cái chỗ mà khi họ mở mắt họ có thể thấy.
Và khi mà sư tới thì chú mở mắt, chú nhìn thấy được, chú hiểu được mà nói không được, chú khóc. Thì sư trấn an để chú yên tâm và nương tựa nơi Tam Bảo, nương tựa nơi Phật, quy y nơi Tam Bảo. Và như vậy đó, chú dịu xuống, không còn có cái sự sợ hãi nữa. Và sư nói với người nhà, ai khóc đi ra ngoài. Ở đây không khóc lóc gì hết đó. Ai khóc đi ra ngoài. Và để cho cái người nhà được yên ổn. Giờ đó là không phải cái giờ mà ồn ào ha. Để cho yên tĩnh. Thì khi mà sư đi á, thì người nhà nói lại với sư là sau khi mà sư đi khoảng 20 phút thì chú nhìn lên hình Phật á, và giống như một người mà buồn ngủ, không có cưỡng lại được, con mắt díp từ từ và đi luôn. Thì với sư như thế là hộ niệm thành công. Chứ còn hộ niệm mà lên mà ê a mà tụng sùm bát nhã thì sư không tin nữa. Rồi một trường hợp nữa là cũng một cô Phật tử, cũng thân quen, thì cổ khi mà mẹ cổ được bệnh viện trả về đó, tức là trên đường về mà bóp cái ống thở đó, để trên đường về để lo hậu sự. Thì khi về thì cái chuyện mà sư hỏi là khi mà tỉnh sư tới thì sư hỏi bà cụ còn tỉnh hay không, tại nếu không còn tỉnh thì sư cũng không cần tới làm chi. Hỏi bà cụ còn tỉnh hay không, nói vậy bà cụ còn tỉnh, mẹ nói còn nghe hay không, nó nói còn nghe. Thì sư mới tới, thì khi sư tới là mọi người ở nhà người thì khóc ồn ào sùm hết. Sư mới nói bây giờ nghe sư thì sư bày ha, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, sư đuổi hết mọi người đi ra ngoài, ồn quá, sư đuổi hết mọi người. Ai khóc sùm nói chuyện là đi ra ngoài, đóng cửa lại để cho ở trong không gian nó được yên tĩnh. Và khi yên tĩnh như vậy đó, thì lúc bấy giờ bà cụ thở oxy mà thở cà hước người thở oxy, bà sợ lắm, bà run, bà nắm tay, bà nắm chặt. Và khi mà sư tới thì sư ngồi xuống, cái này sư chánh niệm nghe, sư chánh niệm đàng hoàng, sư nắm lấy tay bà cụ. Lúc bấy giờ là sư an trú trong tâm từ. Dành cho những ai chưa biết thì một vị tỳ kheo là không được chạm vào người nữ. Đặt và nếu như vị tỳ kheo mà chạm vào người nữ mà tham dục khởi lên là vị ấy phạm tăng tàn, phải sám hối trước đại chúng tăng. Cho nên sư rất cẩn trọng, và do cái mạng người là quan trọng, và hơn nữa đây là một bà cụ chứ một cô gái sư không dám làm. Xin thưa, đây là một bà cụ và sư nhìn giống như là bà ngoại của mình, như một người thân của mình. An trú trong chánh niệm, giữ gìn tâm của mình, phòng hộ tâm của mình. Và sư nắm lấy tay bà cụ. Sư lấy cái y của sư, sư đắp cho bà cụ. Và sư nắm lấy tay bà cụ. Nè, có sư tới rồi. Có sư tới, sư vừa dỗ, sư vừa nắm, sư vừa dỗ. Sư tới rồi, đừng có sợ, có sư ha, có sư. Yên tâm, yên tâm, có sư. Và sư nhắc nhở bà cụ, nói bây giờ đừng có lo gì hết, đừng sợ, đừng nghĩ gì hết, bây giờ nương tựa Phật nghe, nhớ nhớ nghe theo sư, bây giờ nguyện con đem cái mạng của con giao cho Phật nha, con đem cái mạng con giao cho Phật, con cúng dường cái mạng con cho Phật, toàn bộ bây giờ con nương tựa Phật, con không lo gì hết, con giao cái mạng con cho Phật nhé. Bây giờ nương theo Phật rồi đi theo Phật, cứ nương tựa, đừng có sợ gì hết. Rồi giống như mình cái thân này nó cũ rồi, nó già, nó bệnh, nó đau đớn, cũ rồi, bỏ lấy thân mới đẹp hơn. Giống như cái bát đất thì nó nứt, nó bể thì bỏ đi, lấy cái bát vàng sướng hơn.
Ha, yên tâm điều đó. Rồi. Nhưng mà nhớ, nó đau, ráng, ráng kiên nhẫn vượt qua. Nó phải đau, ha, vượt qua nó. Rồi xong rồi là khỏe nha. Ráng, ráng, cố lên, cố lên, cố lên, ráng. Thì sư dỗ dành bà cụ để cho bà cụ yên tâm. Cái điểm mấu chốt ở đây là gì? Là sư trấn an để cho bà cụ không còn sợ hãi. Và giúp cho bà cụ nương theo Phật, gọi là đem cái mạng của mình á, giao cho Phật. Từ giờ cho đi là Phật lo chứ con không lo nữa. Con giao cái mạng con cho Phật. À, và bà cụ dịu lại, dịu lại, dịu, và từ từ một hồi thì hít thở đều và bà cụ ngủ. À, khi mà sư nhắm là bà cụ ngủ rồi đó, thì sư nhẹ nhàng để bà cụ xuống và ra ngoài và dặn mọi người, như là cái đợt trước đó, là mọi người giữ im lặng. Ai khóc đi ra ngoài, không có nói chuyện vô trong đó là im lặng nghe. Và dặn là nếu có chuyện gì thì kêu sư quay lại, không không sao hết. Thì cổ mới sau khi về thì sau đó cổ báo với sư là bà cụ ngủ rất là yên. Và cho tới chiều, tức là sư đến là vào buổi trưa, và cho tới chiều là khoảng mấy tiếng sau, thì bà cụ trút hơi thở cuối cùng một cách rất là nhẹ nhàng. Và sư tin là hai trường hợp đó, bằng niềm tin của sư là họ đi lên. Thì với sư đó là sự hộ niệm thành công. À, chứ còn hộ niệm không phải là mình tới rồi mình đè họ ra rồi mình tụng kinh, cái bài kinh mình không hiểu gì hết mà họ cũng không hiểu gì hết. Nó vừa ồn mà nó vừa vô ích. Sư không chủ trương như thế. À, sư chia sẻ ở đây là dành cho thí dụ như những cái vị sư mà nghe được, thì đó các vị đó cũng rút kinh nghiệm để biết cách hộ niệm cho nó hợp lý để xài được. Mình làm cho nó màu mè thì nó dễ lắm, nhưng nếu thật sự mình thương Phật tử á, mình muốn họ đi lên là mình phải biết cách, mình phải khéo. Tại cái giờ đó sinh tử của họ là cái giờ hết sức quan trọng, mình phải giúp cho họ. À, và như vậy đó, sư mới nói đây là cái sự nỗ lực mà sư muốn cho quý Phật tử hiểu. Đó là đừng có chờ tới lúc mà người nhà mình chết rồi mới nghĩ tới mấy ông sư. Mà điều quan trọng á, là cái khi cận tử, khi bệnh là một, khi cận tử là hai, khi đó là cần các sư nhất. Bởi vì các sư khi đến, các sư biết phải làm cái gì. Chứ còn quý vị chờ tới khi chết rồi thì xin thưa, đi lên là đã đi lên rồi, mà đi xuống là đã đi xuống rồi. Cái chuyện đó là đã rồi, không giúp gì được cho người đó nữa. Như vậy đó, thì mình nhớ là đừng có lưu phương thức liên lạc của sư. Sư sợ nhất là về mà giữa nửa đêm mà dẫn đầu sư dậy là mệt sư lắm. À, như vậy á, thì cái chuyện mà chúng ta khi mà người nhà mình mất rồi á, thì kêu các sư đến thì có lợi ích gì hay không, thì xin thưa là nó vẫn có chứ không phải không. Nhưng mà cái có ở đây á, là đa phần là cho người sống chứ không phải cho người chết. Cái chuyện mà cho người chết là khi họ chưa chết kìa. Chứ còn khi họ chết rồi thì quý vị có xài, có làm sao cũng được hết trơn á. Mà khi gọi là cái họ đang nằm trong cái áo quan á, chúng ta thỉnh các sư tới thì các sư tới để làm chi? Thứ nhất là khi đó gia đình rất là bối rối, không biết phải làm cái gì. Thì các sư là những người có kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây chẳng qua là đi nhiều đám cho nên biết thôi. Cho nên là các sư biết là cần phải làm cái gì, các sư hướng dẫn. Rồi
sự có mặt của các sư á, thì sẽ trấn an được tâm lý của người nhà. Tại thường là lúc bây giờ mình rối lắm, người nhà thường lúc đó rối lắm, thì sự có mặt của các sư thì giúp cho người nhà được an. Và sau khi mà các sư đến á, thì quý vị làm phước, cúng dường và các sư tụng kinh. Nó có hai việc. Thứ nhất là khi các sư tụng kinh á, thì những cái bài kinh đó mang ý nghĩa là trấn an để cho người sống nghe, chứ không phải là cho người chết nghe. Ví dụ như Anicca Vatasankhara Upadavaya Thammino Upachitta Nirucchanditte Sangvu Vasamo Sukho. Có nghĩa là gì? Các hành là vô thường, vốn phải sanh diệt. Vì sự sanh diệt đó nên đem đến khổ não. Chỉ có Niết Bàn là không còn sanh diệt nữa, thì đó là sự an lạc tối thượng. Rõ ràng đó là cho người sống nghe, chứ người chết đâu phải cho người chết nghe. Hoặc là tụng 12 nhân duyên: Anguccha Paccaya Sankhara Sankhara Paccaya Vinnya Nanguinnya Paccaya Namarupang, vân vân. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Xin thưa, cái đó chỉ có Phật tử học giáo lý quả mai họ còn biết, chứ còn Phật tử bình thường sao họ biết. Mà các sư thì vẫn theo thói quen cứ tụng như vậy thôi. Và như sư nói, cái chuyện mà tụng như cái bài ngày thứ sáu là ngày hôm nay nè, có cái trang của quý vị tụng là cái gì, pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường, vân vân. Thì nguyên một cái trang đó là cái trang mà thường các sư tụng cầu siêu đấy. Mục đích là để làm chi? Là để cho quý vị tỉnh. Động tâm là động tâm người sống, nhưng phải động tâm người chết. Tức là quý vị nghe, quý vị tỉnh thấy cái chuyện vô thường không dành riêng cho mình, không dành riêng cho bất cứ ai, mà dành chung cho tất cả chư thiên và nhân loại. Cái khổ cũng vậy, cái vô ngã cũng vậy, nó dành cho tất cả chúng sanh, không ai thoát khỏi sự già và chết. Và rồi mình cũng sẽ như thế. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, dứt cả pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Rồi quý vị còn nhớ là trong cái đoạn đọc nó có là tất cả chúng sanh đều sẵn dành để chịu chết đều nhau cả, vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều phải chịu quả phước cùng quả tội vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, vân vân. Đó là cho người sống nghe, nhắc quý vị nhớ. Và hơn nữa, khi các sư tới đó, thì cái chuyện mà quý vị làm phước cúng dường, hồi hướng phước, thì cái này nó liên quan tới người chết nè. Là bởi vì khi thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng, thì họ không thể nhận được những loại thực phẩm như là cơm, như là nước, như là y phục như chúng ta vẫn xài ở cõi người. Còn nhớ cái bài mà vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân đó, cái bài đó đó quý vị cũng có tụng ở trong cái quyển Kinh Nhật. Thì họ không có nhận được những cái thực phẩm bình thường, mà họ chỉ nhận được cái phước hồi hướng thôi. Nó giống như chúng ta có người thân ở Mỹ, chúng ta muốn gửi tiền qua Mỹ, thì chúng ta phải ra ngân hàng, rồi ngân hàng nó chuyển tiền Việt qua tiền Mỹ, thì người Mỹ mới nhận được, họ mới xài được. Chứ bây giờ người Mỹ cầm cái tờ tiền Việt Nam thì họ cũng phải đi ra ngân hàng, hoặc tương tự như vậy họ đổi qua tiền Việt, đổi qua tiền đô thì họ mới xài được. Chứ họ không có xài đồng tiền Việt, tiền Việt chỉ xài ở Việt Nam thôi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta có loại thực phẩm của loài người, thì thân bằng quyến thuộc khi đã quá vãng có một số tồn tại, chúng ta gọi là vong linh, phi nhân, vân vân, thì họ không thể hưởng được những loại thực phẩm đó.
mà họ hưởng được cái phước hồi hướng. Và khi quý vị cúng dường đến chư tăng, cúng dường vô phân biệt đến hội chúng tăng già, thì nó chuyển hóa, nó chuyển cái đó thành cái phước. Khi quý vị cúng dường đó, nó chuyển thành cái phước, rồi chúng ta đem hồi hướng phần phước đó đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Khi đó thân bằng quyến thuộc mới nhận được phần phước hồi hướng. Nếu mà quý vị còn muốn biết thì có thể đọc cho cái bài kinh Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân. Đó là bài kinh bên ngoài bức tường. Thì như vậy người thân của chúng ta khi họ nhận được phần phước hồi hướng đó, họ có cơ hội thoát được cảnh khổ. Nhưng nhớ một điều như thế này, chúng ta ăn cơm một ngày, chúng ta ăn ba bữa, ai thọ bát quan trai ngày ăn hai bữa. Mà không lẽ bây giờ người thân chúng ta mất rồi mà chúng ta chờ tới mỗi năm chúng ta mới cúng một lần hay sao? Đúng không? Không có lý do gì người ta đói bụng mà mình một năm mình mới cúng một lần. Cho nên việc làm phước thì chúng ta nên làm một cách thường xuyên, rồi hồi hướng phước đến cho thân nhân đã quá vãng. Nó còn mang một ý nghĩa nữa đó, là khi chúng ta hồi hướng đến thân nhân á, chỉ khi nào thân nhân mình có mặt ở đó, họ nhận được thì họ mới xài được. Còn nếu họ không có mặt ở đó thì họ không nhận được. Chính vì như vậy chúng ta cũng cần phải làm phước một cách thường xuyên và sau đó hồi hướng phước. Để nếu như ngày hôm nay thân bằng quyến thuộc của chúng ta họ không có mặt ở đây để họ nhận, thì họ cũng sẽ được nhận vào ngày khác. Chứ còn một năm mình làm một lần, lỡ lần đó họ không có mặt rồi tính sao? Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải làm thường xuyên. Hơn nữa, chúng ta lại càng nên hồi hướng phước đến chư thiên. Bởi vì ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn nói: ai thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến họ. Rồi quý vị có còn nhớ là trong bài kinh hồi hướng nó có câu là bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng đến ngay mắt cùng, thải đều thọ lãnh hưởng chung. Đó, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn vân vân. Có nghĩa là chúng ta xin chư thiên là các ngài sau khi nhận phần phước tôi hồi hướng cúng dường rồi, làm ơn đi thông báo dùm cho thân bằng quyến thuộc của tôi, những ai ở xa chưa được biết thì vui lòng kêu họ tới để họ hưởng. Thì như vậy là chúng ta hồi hướng phước được, cái khả năng đến được thân bằng quyến thuộc của chúng ta nó được rộng rãi hơn. Còn nhiều khi chúng ta không để ý chuyện đó, chúng ta làm phước cũng không biết cách làm phước, hồi hướng cũng không biết cách hồi hướng, thì như vậy rất là uổng. Cho nên về thì ráng học thuộc cái bài hồi hướng, đặc biệt là hồi hướng phước đến chư thiên. Rồi mỗi ngày sư lấy ví dụ như ông bà cha mẹ người thân của mình khi còn sống thì một ngày họ đi chợ bao nhiêu tiền, ví dụ như họ đi chợ 100.000, thì chúng ta lấy 100.000 đó chúng ta đi ra ngoài chúng ta làm phước. Ví dụ như đi ra ngoài đường thấy trường hợp nào có thể làm phước được thì cứ làm phước không sao cả. Không nhất thiết là phải gặp chư tăng, tại không phải lúc nào cũng đến chùa. Nhưng nếu như trên đường đi chúng ta ghé, chúng ta chạy ngang chùa thì hùng phước vô thùng phước xương cũng được. Rồi sau đó khi chúng ta về đó, mỗi một ngày chúng ta nên có một cái thời gọi là thắp nhang bàn thờ Phật,
rồi thắp nhang bàn thờ thiên, rồi thắp nhang bàn thờ ông bà tổ tiên. Khi thắp nhang như vậy, chúng ta nguyện là do phần phước mà con ngày hôm nay đó, con vừa làm phước, con cúng dường đó, thì con xin hồi hướng phước đến cho ông bà tổ tiên. Hoặc là quý vị có thể đọc bài kinh hồi hướng. Thì nhờ như vậy, thân bằng quyến thuộc của chúng ta có thể nhận được phước hồi hướng. Chư thiên xung quanh nhà chúng ta có thể nhận được phước hồi hướng. Và thân bằng quyến thuộc chúng ta ở nơi đâu, ở xa thì cũng được hay được biết để nhận được phước hồi hướng. Thì đó là chúng ta tạm gọi là cái cách hoạt động của phước, để chúng ta biết và chúng ta giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta khi còn sống, khi bệnh, khi chuẩn bị lâm chung và sau khi đã qua vãng. Cho nên chuẩn bị tới cái lễ Vu Lan, chúng ta thường nghĩ đến cha mẹ còn hiện tại cũng như đã qua vãng. Và sư có cái thời pháp để nhắc nhở quý vị, không chỉ riêng một ngày Vu Lan mà tất cả các ngày còn lại, hãy siêng năng làm phước và hồi hướng đến quyến thuộc thân bằng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khải Giá.